Xin chào, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Trước mặt anh em mình đây, hôm nay mình sẽ làm về con phụ tùng của con Hyundai và con Kia. Review bộ xét măng của con Hyundai Kia. Rất nhiều các sản phẩm của Hyundai Kia giờ đã có hàng nhái, hàng copy. Hôm nay mình sẽ xin phép chia sẻ cho anh em biết cách nhận biết hàng xịn, hàng thường, copy như thế nào. Anh em mình có thể thấy đây là cái vỏ của nó là vỏ màu xanh. Tức là cái vỏ này mình cũng có thể là không quan tâm, bởi vì tùy theo từng lô và từng năm sản xuất nó về thì nó sẽ có cái vỏ màu xanh hoặc vỏ màu đỏ. Tuy nhiên xuyên suốt của nó, tem của nó, tem Kia thì nó sẽ là cái màu đỏ phía trên. Về phía dưới mã là 23040-02920, ring set piston. Ring là cái nếu mà dịch tạm dịch ra tiếng tiếng Việt thì nó có nghĩa là nó là cái nhẫn hay vòng tròn. Set là bộ, piston là nó cho cái bộ piston, tức là cái bộ này nó gọi là bộ xiếc măng, số lượng 1, made in Korea. Và đặc biệt đây là có cái tem chống hàng giả này, tem Mobit. Cái tem này đặc biệt là khi mà anh em mình có thể nhìn nghiêng như thế này này, ở ẩn phía trong nó rất là nhiều cái chữ Kia. Nhìn qua góc máy này thì có thể là nó khó nhìn, tuy nhiên mà khi mà anh em mình thấy không, mờ mờ này thì nó thấy cái độ sâu của nó rất là sâu, như kiểu cái tem 3D ấy, rất là sâu phía trong, được dán tem Mobit. Thì bây giờ mình sẽ bóc cái vỏ hộp này ra. Cái con này thì nó sẽ dùng cho con Morning từ đời thấp thấp ấy, đời 2005 cho đến đời 2010, mà máy là máy 1.0. Bởi vì con mo này nó phân biệt ra rất là nhiều các phân loại, ví dụ như là xe Trường Hải, tức là lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu, rồi xe 0, 1, 2. Đấy, gọi là 3 máy hay 4 máy đấy. Thì anh em mình phải lưu ý được cái đấy. Khi mua hàng, anh em mình cố gắng được cung cấp thông tin cho các shop bán hàng như là năm sản xuất này, xe nhập khẩu hay xe Trường Hải này, số máy này. Đấy, xe Trường Hải thì không trai được nên anh em mình đôi khi ấy. Cái thằng Trường Hải này nó lại rất hay cái là nhiều con xe từ năm đời 2013, tức là lên đèn hậu dấu phẩy, mình sẽ chèn cái ảnh đèn hậu dấu phẩy vào đây. Nhưng mà năm 2013 nó vẫn là đèn dấu tròn, rồi hình số 8 ấy. Đấy, nên là anh em mình phải lưu ý được cái đặc điểm đấy. Khi mà mua hàng cố gắng cung cấp hình ảnh cho các shop bán hàng, sau đó là xin ngược lại ảnh của cái sản phẩm. Về mình xin mạo phép mình đã bóc cái này ra trước rồi để đánh giá cho anh em biết được cái hàng xịn hàng thường. Chứ nguyên bản của nó sẽ là dán cái giấy bóng như thế này, dán kín vào. Thì trong cái bộ xét măng này thì nó sẽ có ba loại xét măng trên, xét măng dưới và cái xét măng dầu. Thì cái đặc điểm quan trọng nhất nay mình sẽ giới thiệu cho anh em biết cách nhận biết hàng xịn. Ngoài cái thằng vỏ này ra thì ở phía trong ấy, hàng xịn của nó, cái túi bóng của nó đây, túi bóng của nó đây, để mình giảm cái độ sáng đi nhá, nó rất là xịn sò, cầm và nó cứ mướt mượt mượt như này đấy. Nhưng mà quan trọng hơn là trong cái phần xem măng này này. Ô thằng này sao à, đây để mình xếp lại. Quan trọng nhất ở trên cái bộ xước măng này có cái dấu hiệu này thì sẽ anh em mình khi mà biết được thì sẽ biết được nó là hàng xịn. Nào xin tí anh sáng nhá, để zoom lên nhá. Anh em có nhìn thấy cái gì đây không? Đây là chữ Y. Riêng thằng hàng xịn mới có chữ Y này. Đó, anh em thấy hay không? Nó rất là bé. Cái thằng màu á, để lấy nét lại nhá. Đó, nó rất là bé. Trên cái xe măng này nó bé xíu như cái đầu tăm, mà nó vẫn còn dập được chữ Y lên đây. Công nghệ này là công nghệ khắc laser anh em ạ. Riêng thằng hàng xịn nó mới có. Đó, chỉ có duy nhất cái đấy anh em mình quan tâm. Ngoài cái vỏ hộp này ra,
khi mà bóc hàng ra kiểm tra được cái có cái chữ Y thì nó là hàng xịn. Những cái bí quyết như thế này này, thực sự mà nói là ít người chia sẻ cho anh em lắm, rất hiếm ấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà họ bán được, họ cung cấp cho anh em hàng xịn này, cái lợi nhuận của họ chỉ được tầm khoảng từ 5% cho đến 10%. Nhưng mà nếu mà bán cái hàng thường, báo là hàng xịn thì đưa cho anh em, lợi nhuận của họ nó tầm khoảng 200 đến 300%. Đấy. Đấy là chính là cái lý do tại sao mà Phạm Văn Auto luôn phân biệt hàng xịn hàng thường cho anh em biết. Bởi vì anh em, rất nhiều anh em cũng đã ủng hộ, có như là những cái khách tài xế nhưng mà lại là khách ruột của bên anh Phạm Văn ấy, cũng động viên rất nhiều làm những cái video này. Rồi làm video này cũng nhiều các đơn vị bán hàng họ cũng không thích đâu, nhưng mà thôi biết sao được, bền bền khách mà nhỉ. Chia sẻ này, nhưng mà anh em mình nếu mà thấy video hay thì hãy like và chia sẻ cho mới đến. Nhớ đăng ký kênh của mình phía này, ấn chuông thông báo để cập nhật dễ nhất, sớm nhất những cái video phân biệt hàng xịn hàng thường. Ok, tất cả các mọi thắc mắc liên hệ với mình qua số 0949253889 hoặc 0908468226. Truy cập web bên phía này để mua hàng, phạmvanauto.com. Chúc em mua hàng thuận lợi. Hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Xin chào.